nay tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tất cả các bà, các mẹ, các chị rất là náo nức để tham gia buổi văn hóa văn nghệ trong những ngày này. Ai cũng rất là chỉn chu trong trang phục truyền thống, áo dài rực rỡ. Rất đẹp. Đấy. Và vừa biểu diễn đồng diễn rồi. Bây giờ chuyển sang các tiết mục văn nghệ trong nhà văn hóa của từng chi hội. Rất đẹp luôn ạ. Đây là Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Yên Bắc. Hôm nay tiết trời rất là đẹp ạ. Nhất là tiết trời rất là đẹp và rất là thuận lợi cho buổi giao lưu văn hóa văn nghệ của phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Vâng. Hello. Em chào các chị đẹp nhá. Vâng.